nghị sĩ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ. Sinh ra trên mảnh đất Sài Gòn, khi đất nước chìm ngập trong khói lửa chiến tranh, cậu bé Cao Quang Ánh mới 8 tuổi đã phải rời bỏ quê hương chạy nạn đến Mỹ khi không có cha mẹ bên cạnh. Thế nhưng không ai ngờ, cậu bé người Việt tị nạn nhỏ bé ấy sau này lại trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên phục vụ trong Quốc hội Hoa Kỳ. Ông Cao Quang Ánh thường được biết đến với cái tên Joseph Cao, sinh năm 1967. Ông là cựu dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện cho khu bầu cử Quốc hội số 2 của tiểu bang Louisiana trong Hạ viện Hoa Kỳ. Sinh ra ở Sài Gòn thời Việt Nam Cộng Hòa, ông Joseph Cao là con thứ 5 trong một gia đình công giáo có 8 người con. Có mẹ là bà Trần Thị Khang và cha là Cao Quang Mỹ. Năm Joseph Cao 8 tuổi, cũng là lúc Sài Gòn sụp đổ trước quân Bắc Việt. Mẹ ông khi ấy đã phải chịu nỗi đau giằn xé khi chia đôi các con. Ba con theo chú đi tị nạn sang Mỹ, năm con ở lại với mẹ, bởi đưa con đi hết là điều không thể. Sau đó ít lâu, cha của Cao, một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, đã bị chế độ mới bắt giữ và bỏ tù 7 năm. Mẹ ông chỉ được phép thăm chồng 5 lần trong thời gian ông bị giam cầm, và các con của bà phải trải qua những tháng ngày khốn khó và sợ hãi. Chúng tôi không có tuổi thơ tốt đẹp, theo tôi là vậy, Thanh Trần, người chị của ông Cao cho biết. Sau khi đến Mỹ, với tư cách là người tị nạn, Cao được người chú của mình nuôi dưỡng tại Houston, Texas, còn em trai ông thì được một người cô nhận nuôi. Tại đây, chú của Cao làm việc ca đêm tại một cửa hàng McDonald's, còn cậu bé Cao thì đi giao báo để đỡ đần chú sau mỗi giờ học. Họ sống trong một căn hộ tầng hầm với những ô cửa sổ chỉ nhô lên khỏi mặt đất một chút. Và mùa đông, tuyết phủ kín căn hộ, những ngày mưa bão, cành cây rung chuyển trong bóng tối khiến cậu bé sợ hãi, nghĩ đến những hồn ma trong truyền thuyết mà cậu từng nghe kể ở Việt Nam. Bây giờ nhớ lại, ông Cao vẫn cảm thấy thật kinh hoàng. Chuyển đến Mỹ khi 8 tuổi, lại không biết gì về tiếng Anh. Vì vậy, ban quản lý trường học đã đưa Cao vào lớp 1 để học tiếng Anh với những đứa trẻ nhỏ. Đối diện với nhiều hoàn cảnh khó khăn khi đến vùng đất mới, cậu luôn cầu nguyện với Chúa và mơ ước sau này trở thành một linh mục công giáo. Trong khoảng thời gian khó khăn ấy, Cao đã được cha viết thư khích lệ tinh thần. Trong thư viết, cha xin lỗi vì không thể ở bên con. Có 3 điều mà cha mong con thực hiện được, đó là chăm chỉ học tập, chăm chỉ làm việc, cống hiến cho cộng đồng và đất nước. Từ đó, những lời dặn dò của cha đã luôn ở trong tâm trí Cao cho đến khi trưởng thành. Quyết tâm học tập để thực hiện ước mơ. Không để phụ lòng cha, Joseph Cao đã nỗ lực học tập và nhận bằng cử nhân khoa học ngành vật lý tại Đại học Baylor vào năm 1990. Khi này, cả gia đình Cao đã được đoàn tụ tại Houston. Cha ông đã được thả tự do 8 năm trước đó và chứng kiến ngày con trai tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc là sau khoảng thời gian dài chịu khổ trong tù, ông bị chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương cùng bệnh tiểu đường. Mẹ Cao là bà Khang đã ở nhà hết lòng chăm sóc cho chồng khi các con đều đi học, đi làm. Vì là một sinh viên xuất sắc, Joseph Cao được nhận vào Đại học Fordham ở New York, một trong những trường đại học hàng đầu nước Mỹ, và hoàn thành bằng cao học nghệ thuật về triết học năm 1995. Trong thời gian học tập, ông Joseph Cao đã đồng thời thực hiện mong ước thời thơ ấu, đó là gia nhập Dòng Tên, một dòng tu của giáo hội công giáo có trụ sở tại Roma, và đến một chủng viện ở Louisiana để học làm linh mục. Trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, ông được cử đi tham gia các hoạt động nhân đạo tại nhiều nơi trên thế giới và trải qua một cuộc khủng hoảng đức tin khi chứng kiến cảnh nghèo đói tột cùng trong những chuyến truyền đạo đến Hồng Kông và Mexico. Ông tự hỏi, làm sao Chúa đầy tình yêu thương lại có thể để cho con người phải chịu đau khổ như thế này rồi rời đi? Và liệu một mình Chúa có thể giải quyết các vấn đề của thế giới hay không? Nhưng sau đó ông nhận ra rằng, Chúa giải quyết vấn đề đau khổ của con người bằng cách cử những người tốt đến. Đó là những gì đã xảy ra với tôi ở Mexico. Tôi đã làm việc trong điều kiện cực kỳ tồi tệ và tôi muốn thúc đẩy sự thay đổi xã hội. Trong suốt 2 hoặc 3 năm, tôi đã tin rằng cách tốt nhất để làm điều đó là tham gia vào một chức vụ công. Điều đó cũng sẽ cho phép tôi lập gia đình, bởi cuộc sống độc thân có thể khá cô đơn.
Vì vậy, tôi đã vạch ra một lộ trình hành động cho bản thân để tham gia chính trường. Nhưng đó là một sự lựa chọn khá đau đớn, đã ngụ ý rằng tôi sẽ phải rời khỏi chủng viện. Tôi sẽ phải bắt đầu lại cuộc sống, tôi sẽ phải thực hiện bước nhảy vọt của đức tin đó. Sau những đêm trằn trọc không biết nên đi theo con đường nào, ông đã phát thảo một lộ trình hành động, đó là rời khỏi chủng viện nhưng vẫn giữ đức tin của mình. Như vậy, ông vừa có thể có một gia đình, vừa có thể tìm kiếm công lý xã hội mà dòng tên kêu gọi, nhưng thực hiện thông qua các phương tiện chính trị thế tục. Vốn là thành viên trong ban quản lý của tổ chức thiện nguyện Poor People SOS, tổ chức giúp đỡ các thuyền nhân Việt Nam từ năm 1996, ông nhận thấy mình chưa đủ kiến thức về pháp lý để giúp đỡ những người tị nạn. Do đó, sau khi rời chủng viện, ông quyết định tiếp tục học lên tiến sĩ tại trường luật Loyola, đồng thời làm giảng viên dạy môn triết học tại ngôi trường này. Những lúc rảnh rỗi, ông lại đến nhà thờ Mary Queen of Vietnam do cộng đồng người Việt ở New Orleans lập ra. Tại đây, ông đã gặp định mệnh của đời mình, đó là Kate Hoàng Phương Hiếu, một sinh viên ngành dược mà ông từng dạy trong lớp giáo lý. Cô đã ghi danh vào Đại học Tiểu bang Louisiana, cách nhà thờ khoảng 90 phút đi xe. Cách nhau không quá xa, nên anh ấy lái xe đến vào cuối tuần, chúng tôi cùng đi nhà thờ và ăn trưa, cô Phương Hiếu nói. Sau khi ông Joseph Cao nhận được bằng tiến sĩ luật vào năm 2000, cả hai đã kết hôn một năm sau đó. Tuy nhiên cô từ chối lấy họ của anh, bởi vì họ của anh có nghĩa là cao và chúng tôi không cao, Phương Hiếu mỉm cười nói. Cặp đôi đã mua một ngôi nhà ở Venetian Isle, một khu phát triển ven sông, cách trung tâm thành phố New Orleans gần 20 dặm. Cao mở công ty luật riêng của mình chuyên về luật nhập cư, còn Phương Hiếu làm dược sĩ tại Warrens. Hai năm sau, họ chào đón cô con gái đầu lòng Sophia, và sau đó là cô con gái thứ hai, Bessie. Dấn thân trên con đường chính trị. Thời điểm Joseph Cao quyết định tham gia chính trường là sau cơn bão Katrina quét qua nước Mỹ. Cơn bão khủng khiếp đến nỗi nhiều ngôi nhà tại vùng đô thị New Orleans của Louisiana bị phá hủy, dân số thành phố đã giảm từ khoảng 460.000 người xuống còn 190.000 người. Sau cơn bão, rác thải rải rác khắp thành phố, khu phố nơi Cao đang ở bỗng nhiên xuất hiện một bãi rác lớn mà không được xử lý và thu dọn, khiến ông và những cư dân địa phương khác vô cùng bức xúc. Thất vọng vì phản ứng của chính phủ đối với thảm họa sau cơn bão Katrina, ông Cao đã tham gia vào việc lãnh đạo cư dân phía đông New Orleans phản đối bãi chôn lấp rác thải trong khu vực của họ bằng việc đưa ra chỉ dẫn và chiến lược pháp lý cho các cuộc biểu tình. Kết quả là cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang phải vào cuộc, bãi rác bị đóng cửa, các nạn nhân của trận bão Katrina đã được bồi thường nhanh hơn và chương trình tái thiết được thực hiện mau chóng hơn. Sau sự việc, vợ ông Cao nhớ lại cảnh ông một mình đến từng nhà gõ cửa, kêu gọi người dân và cảnh ông cùng một người anh trai ngồi miệt mài lập nên trang web phục vụ cho hành trình này. Anh ấy hoàn toàn không nhận được sự hỗ trợ nào cả, cô nói. Vào thời điểm này, dân biểu Mike Honda, chủ tịch của nhóm nghị sĩ Quốc hội châu Á-Thái Bình Dương, đã đến một cuộc họp tại nhà thờ trong khu phố. Ông cho biết cộng đồng người Việt sẽ phải tham gia nhiều hơn vào chính trị. Mục sư Viên Thế Nguyễn của nhà thờ nhớ lại, lúc đó Cao Joseph đã giơ tay và nói rằng ông sẽ tranh cử ghế đại diện tiểu bang. Trước cơn bão Katrina, điều đó có thể hơi quá sức đối với chúng tôi. Nhưng sau cơn bão, chúng tôi đã nhìn thấy những khả năng mới, không chỉ với tư cách là người Việt Nam, mà còn cho tất cả mọi người ở Louisiana. Nhận được nhiều sự khích lệ và tin tưởng, ông Cao đã bắt đầu tham gia tranh cử vào nghị viện tiểu bang với tư cách là một ứng cử viên độc lập vào năm 2007. Kết quả, ông đứng thứ 5 trong 6 ứng cử viên. Tuy rằng ông thắng tại phần khu vực thuộc New Orleans, nhưng lại thất bại tại các khu vực lấn ranh vào trong quận San Ponce lân cận. Trải qua thất bại lần đầu, ông vẫn không bỏ cuộc. Năm 2008, ông may mắn là một trong những đại biểu của ứng cử viên tổng thống John McCain tại Đại hội Đảng Cộng hòa toàn quốc tại thành phố St. Paul, Minnesota. Tuy nhiên, đối đầu với ông lại là một ứng cử viên nặng ký, đó là William J. Jefferson, một dân biểu đảng Dân Chủ, người đã giữ liên tiếp 9 nhiệm kỳ, được hơn 60% cư dân da đen của thành phố yêu thích. Là một ứng cử viên Cộng hòa không tên tuổi và lại không phải là người da đen trong một khu bầu cử quốc hội có đa số cử tri Dân Chủ và người Mỹ gốc Phi, Joseph Cao được xem là ít có cơ hội thắng cử. Nhưng đúng lúc này,
những bê bối tham nhũng trước đó của Jefferson lại được khơi lại. Thêm vào đó, số người tham gia bầu cử được dự đoán là ít hơn, khiến ông Cao có cú lội ngược dòng đáng kể. Một số cuộc thăm dò ý kiến của đảng Cộng Hòa cho thấy Joseph Cao rất có nhiều triển vọng. The Times-Picayune, tờ báo lớn nhất tại New Orleans và Louisiana, cùng thống đốc Cộng Hòa của Louisiana là Poppy Jindal cũng có những bài viết ủng hộ ông. Trở thành nghị sĩ gốc Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ. Trải qua nhiều vòng tranh cử, vào ngày 6 tháng 12 năm 2008, Joseph Cao đã đánh bại ứng cử viên dân chủ đương nhiệm William J. Jefferson để trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên trong Quốc hội Hoa Kỳ với 49,54% số phiếu so với 46,83% cho Jefferson. Nhìn vào con số, cũng có thể thấy được đây là một cuộc đua gắt gao và có được chiến thắng là không hề dễ dàng. Việc ông thắng cử được xem là một sự kiện lịch sử bất ngờ. Lần đầu tiên sau hơn 100 năm, người dân thành phố New Orleans đã bầu một người không phải là đảng viên dân chủ để đại diện cho khu bầu cử quốc hội số 2 của tiểu bang Louisiana trong Hạ viện Hoa Kỳ. Trong diễn văn chiến thắng, ông Cao nói, suốt đời tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể trở thành một thành viên quốc hội. Giấc mơ Mỹ vẫn còn sống động. Đồng thời, ông cũng gửi lời cảm ơn cộng đồng người Việt. Vào tháng 1 năm 2009, trong buổi họp quốc hội, tân dân biểu Joseph Cao đã tuyên thệ nhậm chức tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, thủ đô Washington ở tuổi 41, độ tuổi được coi là trẻ so với các dân biểu nước này. Trong buổi lễ, những người thân trong gia đình ông và những người bạn trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt đều có mặt để chúc mừng. Đặc biệt song thân của Joseph Cao từ Louisiana cũng đến tham dự. Mẹ của ông Cao, bà Trần Thị Khang, 73 tuổi, khi đó đã đẩy xe lăn đưa chồng của mình là ông Cao Quang Mỹ, 77 tuổi, từ văn phòng dân biểu sang phòng họp Hạ viện của Quốc hội. Người cha năm nào, bằng bức thư đầy tình yêu thương, đã dẫn lối cho Joseph Cao khi ông đặt những bước chân đầu tiên lên đất Mỹ. Nay vẫn ở bên cạnh ông khi ông nhận được vinh dự lớn lao của cuộc đời mình. Trong nhiệm kỳ từ năm 2009 đến năm 2011, dân biểu Cao đã phục vụ trong 3 ủy ban Hạ viện, giao thông và cơ sở hạ tầng, an ninh nội địa và giám sát và cải cách chính phủ. Cũng giống như nhiều đảng viên Cộng hòa lâu năm khác, ông phản đối việc phá thai, ủng hộ trợ cấp học phí và muốn thu hẹp quy mô chính phủ. Ngoài các vấn đề quốc nội, ông còn quan tâm đến vấn đề tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Ông đã kêu gọi đưa Việt Nam vào lại danh sách các nước đáng nghi ngại về vi phạm tự do tín ngưỡng và thành công chủ xướng dự luật Ngày Người Tị Nạn Việt Nam. Trong một tài liệu do văn phòng của ông phổ biến, ông đã thực hiện nhiều dự án có ích lợi cho người Việt, ví dụ như thành lập nhóm đáp ứng khẩn cấp để làm việc với các tổ chức lợi nhuận nhằm giúp các nạn nhân bị thiệt hại vì vụ tràn dầu ở Vịnh Mexico, cung cấp 14 thông dịch viên lành nghề để trợ giúp thông dịch cho các cộng đồng thiểu số, trong đó có các ngư phủ gốc Việt, thương lượng với Tòa Bạch Ốc để đề nghị có phần tiếng Việt trong các thông tin. Nhờ vậy, trang chủ của chính phủ về vụ tràn dầu ở Vịnh Mexico mới có tùy chọn tiếng Việt. Joseph Cao kết thúc nhiệm kỳ vào đầu năm 2011 sau khi đã cống hiến hết mình cho cộng đồng người Mỹ và người Việt. Kết quả của cuộc thăm dò dư luận vào đầu tháng 6 năm 2010 cho thấy đa số người dân tỏ ra hài lòng về những thành tích trong 20 tháng làm dân biểu của ông. Cuối năm 2015, một lần nữa ông tuyên bố sẽ tranh cử vào ghế Thượng viện Hoa Kỳ còn trống do người Cộng hòa David Victor nghỉ hưu để lại. Khi Cao về đích thứ 11 trong cuộc bầu cử sơ bộ, ông đã không đạt đủ thứ hạng cao để tiến tới cuộc tổng tuyển cử. Tuy vậy, ông cũng là một chính trị gia được nhiều người Mỹ biết đến khi có một sự nghiệp thành công. Vào năm 2013, đài truyền hình PBS đã phát sóng bộ phim tài liệu Mr. Cao Goes to Washington, ông Cao đến Washington, hồi tưởng lại nhiệm kỳ của ông Cao tại Washington DC với tư cách là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Quốc hội. Sau khi trải qua những năm miệt mài trên chính trường, ông đã quay trở lại với nghề luật sư, lên tiếng cho chính nghĩa và bảo vệ quyền lợi của những người tị nạn Việt Nam.